Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn luật thanh tra và nghiệp vụ công tác thanh tra công an nhân dân năm 2024. Tại hội nghị, lãnh đạo thanh tra công an tỉnh đã triển khai các nội dung chính của luật thanh tra năm 2022, nghị định số 43 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra, quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra công an nhân dân, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân. Qua tập huấn nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ làm công tác thanh tra chuyên trách và kiêm nhiệm tại công an các đơn vị địa phương nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, từ đó chủ động tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan theo thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thanh tra trong tình hình mới.